Trường tiểu học Newton Goldmark, môi trường tiên phong trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, luôn nỗ lực hiện thực hóa triết lý giáo dục mỗi học sinh là một nhà lãnh đạo tương lai. Học kỳ 1 năm học 2023-2024, nhà trường đã đánh dấu sự phát triển lớn mạnh với 183 giáo viên tâm huyết, tài năng, 1.467 học sinh lựa chọn môi trường Newton Goldmark là nơi để khai phóng tài năng, trao quyền khát vọng để thể hiện bản lĩnh. Đó là động lực, sức mạnh lớn lao để nhà trường khẳng định chất lượng vượt trội và một môi trường giáo dục hiện đại và hạnh phúc. Trong năm học vừa qua, bảng vàng thành tích Newton Goldmark lại tiếp tục được nối dài với những kết quả xuất sắc và chinh phục những cột mốc đáng tự hào. Có thể kể đến các kỳ thi uy tín quen thuộc đối với mỗi học sinh Newton như kỳ thi Olympic tiếng Anh qua Internet IOE, kỳ thi Olympic quốc tế khoa học, toán và tiếng Anh ASMO, kỳ thi Olympic toán học quốc tế TIMO, SASMO, V-Olympic, trạng nguyên toàn tài, tin học trẻ. Toàn trường đã đạt được 2.135 giải trong các kỳ thi trong và ngoài nước, cụ thể như sau. 50 giải quốc tế, 795 giải quốc gia, 1 giải cấp thành phố, 15 giải cấp quận, 1.274 giải cấp trường. Học kỳ 1 năm học 2023-2024 tiếp tục kế thừa những thành tựu ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học từ những năm học trước. Trường Tiểu học Newton Goldmark đã triển khai thành công mô hình lớp học thông minh, tổ chức các kỳ thi kiểm tra trên máy tính, phát triển mạnh chương trình tin học lập trình, tin học văn phòng và tin học ứng dụng qua các dự án STEM và Robotics. 100% các giáo viên đều ứng dụng công nghệ thông tin mạnh mẽ trong từng tiết dạy. Không khí học tập tại các lớp học sôi nổi hơn, học sinh hào hứng và tích cực hơn. Đằng sau những thành tích xuất sắc của học sinh, đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng luôn nỗ lực đổi mới, sáng tạo với khát vọng cống hiến, mang về những con số ấn tượng trong các hoạt động chuyên môn cũng như các hoạt động văn hóa và thể thao. Trường tiểu học Newton Goldmark vinh dự đạt hạng mục môi trường giáo dục của năm. Có 4 giáo viên dạy giỏi cấp quận, 1 giải nhì và 3 giải ba. 2 giáo viên đạt giải cuộc thi bài giảng điện tử, sản phẩm công nghệ thông tin tại Ngày hội Công nghệ thông tin và STEM ngành giáo dục và đào tạo quận Bắc Từ Liêm năm học 2023-2024. 30 giáo viên đạt thành tích tốt chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 2023. Nhóm giáo viên khối 3 và tổ tiếng Anh đạt danh hiệu nhóm giáo viên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng các phần mềm công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học. 4 huy chương vàng tại giải khiêu vũ thể thao tỉnh Hà Nam mở rộng. Nhận cúp danh hiệu huấn luyện viên xuất sắc nhất tại Festival Giao hữu các câu lạc bộ Taekwondo Hà Nội. Với phương châm giáo dục dạy và học tích cực, trường tiểu học Newton Goldmark luôn kết hợp các hoạt động trải nghiệm, dã ngoại nhằm giúp các con thay đổi môi trường học tập và có những khoảng thời gian thư giãn cùng bạn bè và thầy cô. Tại đây, các con có cơ hội được quan sát, tìm hiểu về cuộc sống, vạn vật xung quanh thông qua lăng kính rất riêng của chính mình nhằm trao đổi thêm các kiến thức mới, làm giàu vốn hiểu biết, sẵn sàng chinh phục thử thách. Không chỉ vậy, mỗi học sinh Newton được trải nghiệm đầy đủ những lễ hội truyền thống trong và ngoài nước như Trung Thu, Halloween, Giáng sinh. Các bạn học sinh Newton sẽ được cùng tham gia các hoạt động chào mừng các ngày đã tạo nên những văn hóa tốt đẹp và để lại những kỷ niệm sâu sắc với mỗi người. Cùng với những mục tiêu thúc đẩy trí tò mò và sự ham học hỏi, các chương trình trải nghiệm như tranh tài họa sĩ nhí, Newton Goldmark Got Talent, hội khỏe phù đồng cùng rất nhiều hoạt động trải nghiệm khác luôn nhận được sự thu hút của đông đảo các con học sinh. Học kỳ 1 năm học 2023-2024 đã trôi qua với quyết tâm thực hiện mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của thầy và trò trường tiểu học Newton Goldmark. Có câu rằng, đứng trước mỗi khó khăn, chúng ta có hai lựa chọn, một là từ bỏ, hai là làm tốt nhất những gì có thể. Và lựa chọn của thầy và trò trường tiểu học Newton Goldmark là nỗ lực làm tốt nhất những gì có thể làm được. Và minh chứng cho sự nỗ lực đó là một năm với thật nhiều những niềm vui, thật nhiều những thành tích và thật nhiều sự tự hào. Chúc thầy và trò tiểu học Newton Goldmark sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong học kỳ 2 sắp tới nhé!